Xin chào các bạn đã đến với kênh Bàn Tay Sắt VN 2025. Thì hôm nay tôi làm một video chia sẻ một số kinh nghiệm về một số dạng hỏng của bể tự hoại và cách khắc phục. Tôi hy vọng sẽ giúp ích cho những gia đình đang xây nhà và những anh em thợ sửa chữa điện nước tham khảo thêm. Các dạng lỗi bể tự hoại vẫn xoay quanh ở chữ tắc. Cái tắc đầu tiên, tắc thông hơi. Tắc thứ hai, tắc đường ống dẫn phân vào bể. Tắc thứ ba là tắc đường ống dẫn từ các ngăn thứ nhất sang thứ hai và thứ hai sang thứ ba. Tắc thứ tư, tắc đường ống dẫn từ bể ra bên ngoài. Và thứ năm do bể không phân hủy được. Và cái tắc thứ sáu do một số nguyên nhân khác như bể bị nghiêng, lún đất. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng trường hợp cụ thể. Đầu tiên là tắc thông hơi. Hệ thống thông hơi thì giúp cho nước và phân chảy ổn định trong ống, giúp cân bằng áp suất trong bể và ngoài trời, dẫn khí thải từ bể ra bên ngoài. Thì có 4 vị trí thông hơi. Thông hơi bể chứa được ký hiệu bằng số 1. Thông hơi trên đường ống ký hiệu số 2. Thì thông hơi trên đường ống có thể có không có hoặc một hoặc là nhiều đường thông hơi. Thông hơi các khoang trong bể ký hiệu số 3. Thông hơi ở đầu ống thải ký hiệu số 4. Thì cái tắc đầu tiên, tắc vị trí số 1 và số 2 thì hiện tượng nước xả trong bồn cầu xuống chậm và có bọt khí ục lên bồn cầu khi xả nước. Nhà có nhiều bồn cầu, khi xả nước các bồn cầu khác nhau đấy sẽ có khí ục lên, hay mặt nước ở bồn cầu sẽ dao động. Nguyên nhân gây tắc, nguyên nhân do thời gian sử dụng lâu, dần dần lớp màng vi sinh dâng cao dần và gây tắc thông hơi số 1. Thì cách khắc phục thì đặt ống thông hơi số 1 ở vị trí cao nhất có thể, và khi mà đầy quá rồi thì chúng ta phải hút bể. Và nguyên nhân thứ hai gây tắc do côn trùng chui vào, ví dụ như những con rơi, con chuột, con sâu bọ chui vào đường ống thông hơi. Khắc phục thì chúng ta sẽ khoan hoặc cắt nhiều lỗ nhỏ ở trên thân ống. Một nguyên nhân tiếp theo do quá trình thi công vật liệu xây dựng rác rơi vào ống, hoặc ống bị móp méo hay đứt gãy trong quá trình đào bới khoan đục, thì chúng ta phải kiểm tra kỹ trong quá trình thi công. Tắc ở các vị trí 3 và 4 thì tôi sẽ trình bày ở phần sau của video. Tắc thứ hai, tắc đường ống dẫn phân vào bể. Do đồ vật rơi vào ống như vật liệu xây dựng, rẻ lau, túi túi bóng, vân vân. Do đặt ống không đúng kỹ thuật, như có thể ống nhỏ, ống bị võng, ống không đủ độ dốc, nhiều góc cua, vân vân. Thì trường hợp mà xử lý thì chúng ta sẽ thông tắc bằng các ống thông chuyên dụng, có thể dùng nước, hóa chất. Có trường hợp phải đục cắt để lấy những vật cản ra. Hệ thống đường ống bị lỗi thì chúng ta phải sửa lại đường ống. Tại các vị trí dẫn phân xuống bể thì chúng ta nên lắp cút hoặc tê để làm quá trình phân hủy trong bể được tốt hơn. Chú ý khi thi công về đường ống thì những người thợ lắp đặt phải hết sức để ý và dự phòng nhiều đường thông tắc để khi gặp sự cố
chúng ta sử dụng đến. Phần này thì tôi sẽ chia sẻ ở các video khác. Và cái tắc thứ ba, tắc đường ống dẫn từ ngăn 1 sang ngăn 2 và từ ngăn 2 sang ngăn 3. Do nguyên nhân đầu tiên là do các vật rắn lơ lửng trong khoang chứa làm tắc, ví dụ như phân, túi bóng, rẻ lau, đồ chơi trẻ em, băng vệ sinh, vân vân. Do đặt ống thông từ ngăn 1 sang ngăn 2 chưa phù hợp, vị trí các ống thông quá gần các ống dẫn phân vào bể. Và một nguyên nhân nữa do lắp đặt ống ra ở đầu ra số 4 không đúng. Đặt ống ra quá cao hoặc quá thấp cũng có thể gây tắc và nước trong bể bị hút ra ngoài do hiện tượng siphon. Thì mọi người xem trên video, tôi đã bố trí về độ cao và có kích thước cụ thể khoan lỗ trên thân ống. Đặt nhiều ống thông các khoang 1 sang khoang số 2 với các công trình công cộng thì phải cần đặt thêm nhiều ống thì sẽ đảm bảo hơn. Và mở đường ống thông đáy các khoang 1, 2, 3. Tắc thứ tư, tắc đường ống dẫn phân từ bể ra ngoài. Do ống dẫn đi chung với ống thoát sàn, lâu ngày dầu mỡ hay cặn bẩn bám vào và gây tắc. Do có những con vật như chuột hay rắn sâu bọ chui vào ống, hậu quả thì nước ở trong bể sẽ dâng, đầu tiên làm tắc thông hơi. Tiếp theo, phân và chất thải rắn sẽ tràn sang các khoang chứa 2 và 3, gây tắc toàn bộ hệ thống thông hơi của bể. Thì trường hợp như vậy, bể sẽ bị ngập hoàn toàn. Cách khắc phục thì vệ sinh và thông tắc ống ra số 4 bằng nước, khí nén, hóa chất vân vân. Chúng ta sẽ vệ sinh định kỳ và thường xuyên và thường xuyên kiểm tra. Tiếp theo phải thông tắc lại hệ thống thông hơi, làm thêm lưới chắn hay khoan các lỗ trên ống, làm hố ga riêng cho đường ống ra của bể. Và cái tắc thứ năm, do bể không phân hủy được, thì nguyên nhân đầu tiên do xả quá nhiều nước vào bể. Nhiều gia đình cứ nghĩ xả nhiều vào nó sẽ rửa trôi và làm sạch bể, nhưng mà không đúng. Trong quá trình đi vào sử dụng thì có một lớp màng vi sinh vật ở trên mặt, thì khi mà chúng làm việc, bể cần độ yên tĩnh. Khi chúng ta xả quá nhiều vào, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hủy. Do lắp đặt thì như ở đầu video thì tôi đã nói ở cái phần đầu tiên, khi mà đặt cút hay tê ở vị trí dẫn phân vào bể thì sẽ làm cho quá trình phân hủy được tốt hơn. Do sử dụng quá nhiều hóa chất đưa vào bể như xà phòng, chất tẩy rửa vân vân, do thi công ví dụ như thợ sơn thì đổ sơn vào, các dung môi pha sơn vân vân, thì trường hợp này quá trình đi làm việc chúng tôi gặp rất nhiều. Đấy, cho các gia đình phải hết sức để ý về các thợ đến tham gia làm ở gia đình mình. Do vị trí lắp đặt bể thấp, khi trời mưa ngập, nước từ các cống rãnh, kênh mương sẽ tràn vào bể và làm chết lớp màng vi sinh ở trong bể, gây ra hiện tượng vón cục phân trong khoang chứa. Hậu quả của việc bể không phân hủy được cực kỳ phức tạp. Chúng ta có thể thấy nước thải ra của các bể dạng này luôn có mùi rất đặc trưng. Có những gia đình chỉ sau 1, 2 hoặc 3 năm phải hút bể một lần. Có gia đình tôi chứng kiến 6 tháng phải hút một lần.
do nước từ các kênh mương tràn vào bể. Mọi người chú ý, bể tự hoại mới thì thường có mùi phân do nước xi măng ở trong bể làm phân hủy chậm. Trước khi sử dụng thì ta nên hút sạch nước ngâm trong bể và cho nước mới vào và đổ thêm men vi sinh vào để quá trình phân hủy được tốt hơn. Vâng, và cái tắc thứ 6 do bể bị nghiêng do lún đất hoặc không cho nước vào bể thì trong quá trình làm móng đế của bể thì có một số gia đình làm rất sơ sài dẫn đến bể bị nghiêng, thì nó sẽ làm cho kích thước lắp đặt của chúng ta nó không đúng theo cái yêu cầu và nó gây ra những cái sự cố không mong muốn. Và một số gia đình quên không cấp nước vào bể thì phân vào sau một thời gian khô đầy dần đến mức sau đó phân bịt kín cả cái đường ống dẫn phân vào bể gây tắc. Thì trên đây tôi đã chia sẻ 6 nguyên nhân chính gây hỏng và tắc bể tự hoại. Nếu có ý kiến tham gia, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Tôi sẽ làm các video tiếp theo để các bạn sẽ chi tiết hơn cho từng trường hợp cụ thể. Video của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Nếu video hay, hãy cho tôi một lượt thích, đăng ký kênh và cùng chia sẻ với mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.